Vì sao ăn nhiều thịt bò làm axit uric tăng không kiểm soát? Thịt bò thuộc nhóm thịt đỏ, giữ vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của nhiều người. Ngược lại, nếu sử dụng quá nhiều thịt bò sẽ làm tăng nồng độ axit uric trong máu, đẩy mạnh nguy cơ dẫn đến bệnh gút. Thịt bò chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể bao gồm protein, sắt, kẽm, vitamin B6, vitamin B12, kali. Tuy nhiên, lượng purin có trong thịt bò lại rất nhiều. Điều này khiến thịt bò được coi là một trong những thực phẩm làm tăng chỉ số axit uric trong cơ thể. Hàm lượng purin của loại thịt này được thống kê trên trang tổng hợp thông tin điện tử về dinh dưỡng Dietary Fiber Food như sau: phần thịt chứa 133mg purin trên 100g, tim chứa 185mg purin trên 100g, gan chứa 219mg purin trên 100g, thận chứa 174mg purin trên 100g. Vì vậy, đối với người có nồng độ axit uric trong máu cao nên hạn chế ăn thịt bò.